bao nhiêu vậy? Thôi con mày hả? Ngồi đấy bao nhiêu vậy? Ngồi đấy anh mua 100 mấy á. Thế là gì ra bây giờ? Còn nước mới ấy, nó cũng xịn lắm á. Phải gì? Nè, nó bò cái đầu rồi nè, nó tè cái đầu rồi nè. Đó. Nè, nó dập đây nè. Ăn có gì đâu. Không, nhưng mà nó sẽ không có ngon thôi. Nó đỡ bị chạch gần hơn kia. Giờ thời gian biết là nó tè cái đầu rồi. Tát mạnh vào quyền. Đừng, chú kéo đấy, chú không tát được đâu. Thả này ra, thả tay ra. Thả. Tát mạnh lên, nó vướng rồi đó. Cắm cái này vào chứ. Rồi. Mẹ ốm miết không khỏi quyền. Cái này nữa, lấy cái tô vít đấy, lấy tô vít được rồi. Đây. Đấy. Từ từ có một bàn tay thôi, cái này nó phải bằng cái này. Đó, nó tháo được tận này. Mít xu là hàng Việt Nam, hàng nội địa đúng không? Tính năng cái gì? Đây nữa kìa, từ từ. Tháo ra tí lắp vào, đừng có để thiếu bộ phận nào nhá. Đoạn này nó khó biết. Đeo con móng tay. Ấn vào cái này rút cái dây tè ra. Sao? Dây tè ra. Ấn cái móng tay là lấy cái tô vít đấy. Đó, nhức ngã rồi. Con này mua tao chỉ tẩy vàng người tẩy dơ quá. Vàng này trồng trên dơ thổ có rau muống nước vô đen. Đặt sao rau lâu thế không biết. Rau hay mua hàng khỏi đi rồi. Tấm hạ cái rau nghe cũng này cái có cái dây dịch này nè. Nó đó, đây này. Đúng rồi, từ sau đây là đây. Đúng rồi.
lát qua lấy cái bông ngoài về đúng không? Đúng rồi. Ôi giời, anh đâu? Đồng còn đỏ ao ao. Cỡ này chứ nó mới chuẩn chín điện hết rồi hả ông kia? Mấy cái đấy không biết tải dài. Dàn từ Nhật này, mấy cái dàn chức năng này không có vệ sinh nhá, nó tự động vệ sinh, chưa bao giờ người ta phải xịt tẩy rửa một lần nào hết. Dàn rất là sáng, dàn chưa chảy gì luôn. Mấy cái này là mấy cái kê dàn đó. Đấy, tôi biết hả? Cái thằng nào làm mất cái đầu ở kia của anh đi rồi ta? Giờ còn mỗi cái ruột nó không thấy cái vỏ đâu ta? Cái vỏ đâu? Cái vỏ gái, cái đầu vỏ kia không xài. Quên lại quay mất. Quá trình vận chuyển đây là cái là sáng. Quên rồi, tí nữa kéo lại cái này cái nhá. Này này là cái này này.